Rồi thì cái tập hiệp này thầy đầu tiên thầy sẽ tập hiệp này thầy sẽ bọc cái composition vô ha, cái layout vô đúng không? Rồi tên ha. Thì cái phần này coi như tụi con chuẩn bị bên Photoshop nha, nha đúng không? Nãy thì vô layout 1 thì nó bị đứng máy nên thầy import lần nữa. Có hai cái layout này ha. Trong cái layout này thì con thấy là nó có nhiều layer. Đó, nó có nhiều layer đúng không? Layer. Đó. Có nhiều layer. Bây giờ mình sẽ làm cho nó gọn lại thôi. Cho nó gọn lại. Rồi con có thể là nhấn shift chọn hết layer này và con recombo nó đi. Recombo đi cho nó gọn lại ha. Rồi bây giờ thì phối hợp với lại Illustrator đúng không, để mà làm cái pháo hoa đúng không, thì thầy có làm trước cho con mấy cái rồi thì làm thêm cái để con nắm được vấn đề ha. Thì qua thử cái group 2 thì có pháo hoa nào không? Group 2 thì có cái này đúng không, cái này nha. Ngoài cái group 2 ra thì mình có group 3 ha, có group 4, có trong số này có cái pháo hoa nào hay thì lấy thôi. Group 5 đó, vô cái này không. À, cái này chưa khó, giờ thì bổ sung thêm cái này ha. Thì tại đây thầy lích chuột lên đây để lấy cái pháo hoa đó và chúng ta play thử mà thấy nè. À, thì rõ ràng là nó tồn tại còn khoảng chừng 40 gram là nó mất. Cho nên thầy output nó chừng 40 gram thôi, tức là xuất ra 40 gram thôi nha. À, thì đây là pháo 2, giờ thầy có thêm một cái pháo là pháo pháo 3 đi đúng không? Pháo 3 ha. Nó làm nhiều pháo nha. Rồi đặt tên gì đó, cái họ đặt là BNC BNC nha con. Ok, nó chạy trong vòng khoảng 40 gram thì nó sẽ mất đúng không. Rồi xong rồi mình có được cái, lúc này thì con coi trong cái thư mục mà mình xuất ra đó, tờ của mình rồi đấy, có hoa nè, có hoa vàng là đúng không. À, thì cái khoảng 40 gram rồi đúng không? À, xuất ra rồi. Bây giờ mình sẽ dùng after mình import vô con. Thì thầy sẽ import từng cái vô, thầy import cái số 3 vừa rồi trước nha. Đó, nhớ chọn cái sequence để cho nó vô tuần tự như con. Rồi. Đó, thì lúc này mình mới import tiếp. Cái đó là cái hoa vừa rồi là pháo hoa 3 đúng không? Cái tên đây nó là final. Ok, rồi giờ trong cái layout 2 này bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vô đúng không bạn? Đã đưa nó vô. Đấy, thì chúng ta ví dụ đưa cái pháo hoa vô trước, thầy bỏ nó vô trên lớp rồi. Thì con nhìn nè. Đó, vô cái là nó như thế này đúng không? Nhưng mà theo kịch bản mình á thì để thầy bỏ cái nền đen này cái screen nha con, giống như Photoshop thôi đúng không? Đó, nó rất là đẹp đúng không con ha? Để đâu tùy. Theo kịch bản mình thì cái đồng hồ vô trước đúng không con? Thì cho nó file này chúng ta đưa cái đồng hồ vô bằng cách là chúng ta đưa cái lock nè, chúng ta xuất rồi ha, một cái lock đúng không? Thì chọn cái này nha. Đó, cái này là hắt ở đồng hồ đúng không? Rồi vậy thì qua cái recombo này bỏ đồng hồ vô, bỏ cái hắt vô này con. Đấy thì cái đồng hồ nó chạy nè. À đúng không, thì mọi thứ thầy sẽ lùi lại hết nha con, mọi thứ thầy sẽ lùi lại hết nha.
À, nãy nói rồi, ngay từ đây là mình phải recombo nó đúng không? Nó từ đây ra thì lùi lá chưa đồng hồ nữa thôi, tức là vô là con đồng hồ chạy này đúng không, thì bắt đầu nó làm bướm 12 giờ bay cái là bắt đầu có hoa mới nở lên, nổ lên đúng không, thì thiệp đó mới hiện ra không quên là có hoa nở rồi nè, thì thiệp mới hiện ra đúng không, hoa mở nở ra thì cái bó hoa này nè, thứ nhất là thầy scale cho nó bự xíu, thứ hai là cho nó nằm ở góc này ví dụ vậy ha, này nhìn này ha, cái đồng hồ vô là theo kịch bản mình đúng không, bang có hoa nở đúng không, có hoa nở nổ thì pháo hoa nó có nhiều pháo hoa đúng không, thì giờ thầy tiếp tục bị bọt, hoặc là trước khi tiếp tục bị bọt thì thầy sẽ duplicate đi lên để cho có nhiều cái đã, đây con green d à, kéo nó đi là tức là nó sinh hổ sau sau cái nãy đúng không, nhưng mà nó nằm ở vị trí khác thì con thấy rõ ràng là cái là nó bùm đấy, ở vị trí kia nó bùm cho đến d hai ba cái nó đi đúng không, có thể là lên trên xíu rồi nó nằm ở vị trí khác phải không nè, đây nè bùm 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 và cái đến d cái nữa đi ở vị trí khác nữa nha, kích thước khác cho tùy con nha. Đó thì có một loại pháo hoa nó nổ bùm 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 đúng không, đó sau đó có một đợt pháo hoa tiếp theo thì bọt tiếp nè, kết hợp với alum Alison đúng không? Thì ở đây thì dùng pháo hoa này đúng không? Im bọt vào. Đó thì đây là B nè đúng không? Thì mới quay lại cái Rigombo nãy nè. Thì quăng cái B nó vô nha con. Đấy. Thì cái B này theo thầy cũng đặt khúc sau thôi. Đó, pháo hoa này pháo gì đây? Đó, đúng không? Thì lúc này lọt pháo hoa này sẽ nổ. Vậy chúng ta nhớ chọn mode screen để chúng ta bỏ đi bỏ đi cái gì á, cái màu đen nó đi đúng không, và chúng ta cho cái thước bự ra, cái pháo này với nãy giống nhau vậy khác chứ đúng không, tuy nhiên chúng ta có nhiều cái thì chúng ta nhấn cái định d nó đặt lệch nhau kích thước và vị trí đó ha, nó cho khác nhau xíu đúng là định d nữa đi về phía sau nè đúng không, không quên ha à, đúng không, ở đây có hai loại nổ đúng nè, đó thì loại cuối cùng là tiếp theo đúng nè, thì pháo hai này mình chưa bọt vô, giờ mình phải bọt vô đó, B2 nè, chúng ta quay lại cái recombo nè, con bỏ B2 vô nha, rồi thì kéo cái đó về phía sau nè, nhìn nè à, đúng không, và cái B2 này chúng ta cũng không quên dùng mode screen để khử đen đi đúng nè, bùm rất tuyệt vời. Cái này thì cũng cần đến D cho nó ở nhiều nơi, nhiều vị trí khác nhau, cái thước khác nhau, cần đến D luôn, cần đến D luôn đúng nè, nhiều vị trí khác nhau, cái thước khác nhau, ok. Đó thì con quay lại thì con thấy như này, tới 12 giờ đúng không, đồng hồ chạy lên bùm beng một cái là bắt đầu là pháo hoa nổ rộn ràng đúng không, à, Happy New Year hiện ra đúng không, thì chúng ta muốn diễn quạt thêm cái chữ Happy New Year thì sao đúng không, để người ta thấy là mình có đầu tư đàng hoàng, nếu không là con thấy là những cái chữ Happy New Year này nó dính chung với kia luôn đúng không, thì bây giờ cái chữ Happy New Year nãy thầy đã recombo nó chung rồi, bây giờ thầy duplicate vô đây thì cho nó chạy nè thử nha, chữ Happy New Year thì ở đây con thấy nè, đó nó có chữ New Year đây đúng nè, Happy đây, chúng ta diễn quạt chữ Happy này trước nha đúng không, thì thầy nghĩ là chữ Happy New Year này nó sẽ xuất hiện lúc nào đây, khoảng bao nhiêu giây, khoảng giây thứ năm xuất hiện đi đúng không, khoảng giây thứ năm đi ha, khoảng giây thứ năm thì chữ Happy New Year xuất hiện, vậy thì để làm được chuyện đó thì thầy dùng cái thuộc tính gì ta, mình cho nó mờ nó rõ là lớn nhỏ gì đó ha, thầy dùng scale đi đúng không, dùng scale đúng rồi, thì thầy kéo lùi nó về cái chỗ này, tức là tới đây chữ Happy New Year mới xuất hiện nha, hãy dùng thuộc tính scale bằng cách chọn nó những chữ S nè đúng không, đó thì tại vị trí này cho nó có giá trị đúng không con, tại vị trí 6 giây này cho nó có giá trị luôn đó, và tại vị trí trước thì cho nó bự lên, cái đứa cho nó bự lên con đúng không, tức là làm cái dèo và cái nằm đây đúng không, tuy nhiên mình điệu đàn chút xíu, mình chọn hai nút này, mình easy nó đúng không, và graphic editor mình chỉnh cho nó
có một cái tốc độ nhìn nó vui mắt chút đúng không? Đó, tắt lại đi. Tương tự chữ New Year đó là chữ Happy rồi thì có chữ New Year cũng giống vậy. Đó, thì chọn là những chữ Scale là nó mất rồi đúng không? Còn chữ Happy rồi. Đây đây, New Year đây, đúng không? Và chữ New Year thì tương tự mình cũng làm giống giống vậy. Còn ha, mình phải lùi về phía sau. Đúng không? Chữ New Year nó xuất hiện sau đi ha. Tại thời điểm này cho nó có giá trị là chữ kia lớn nhỏ là chữ New Year nó sẽ rõ dần đi ha. Thì tại thời điểm này thì cho nó một cái opacity đấy, chữ T ha, cho cái giá trị vô. Tại thời điểm này thì cho nó cái giá trị vô con ha, là cho cái giá trị vô đây đúng không. Quay lại thời điểm đầu để cho nó mờ đi, tức là nó từ mờ rõ đơn giản thôi. Đơn giản đúng không con? Rồi vậy thôi nha. Bây giờ ra ngoài, ra ngoài cảnh thì cái cảnh hồi nãy nó là recombo đúng không? Recombo 1 ha. Đó. Rồi bây giờ mình nhấn bay 3 mình chạy đúng không? Thì em thấy là nó sẽ như thế này. 12 giờ bên máu bông nổ âm 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 âm. Thì bây giờ thứ mấy nó ra chỉ Happy New Year nhưng mà tới đây nè. Thì em thấy dây thứ 7 là nó mất luôn hết rồi đúng không? Vậy mình sẽ vô cái recombo 2 nè. Mình chỉnh tất cả cái anh chàng này nó lùi lại đúng không? Chứ nó vậy thì nó lâu quá mới xuất hiện đúng không? Giờ mình qua cái recombo đâu à? Mình chạy lại đi con. Thì mình thấy như này đó, có bài này phải điều chỉnh xíu đúng không? 12 giờ ban pháo hoa nổ bùm 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 chữ Happy New Year hiện ra. Đơn giản thôi, còn có muốn có gian không muốn thêm thắt gì tùy nha. Đúng không? Rồi tới đây coi như dứt điểm cái thiệp ha. Thì trong bài thiệp thì tóm lại là thầy muốn tụi con dứt dùng nhất là file 3D phối hợp. Con tự design thiết kế ra cái kim đồng hồ đúng không? Cái đồng hồ và model kim đồng hồ như thế này. Đó. Con thích nền đen thì con lót cái nền khác tùy con ha. Rồi. Sau đó tới cái thiệp đúng không con? Thì bắt đầu là nổ bùm 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 bùm. Thì cái này mình kết hợp với lại Photoshop để làm cái layout này. Và cái phần mà pháo nổ thì con kết hợp với Bacrico Alison đúng không? Để con làm ra được thì thầy đã hướng dẫn rất là chi tiết lúc nãy rồi. Rồi bây giờ là cuối cùng là chữ Happy New Year xuất hiện, dùng cái khả năng về diễn quạt đúng không? Rồi chỉ có bài này chỉ có gì thôi và kết thúc ở đây nha. Thì clip này thì dừng ở đây nha, để nó dài lắm rồi.